Dấu ấn lịch sử xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, danh hiệu cao quý là một điều gì đó vô cùng to lớn và ai cũng muốn đạt được. Tuy nhiên, có một danh hiệu mà không ai muốn có, đó chính là mẹ Việt Nam anh hùng. Đó là danh hiệu cao quý mà nhà nước tri ân những bà mẹ đã có những hy sinh mất mát lớn cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ là một người như vậy. Chúng ta vô cùng đau xót khi chứng kiến cảnh một bà mẹ ngồi bên mâm cơm cúng với 9 bát và 9 đôi đũa, nhưng không có một người con nào về ngồi cùng mẹ. Mời các bạn cùng theo dõi. Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ sinh năm 1904, theo giấy căn cước chế độ cũ, mẹ sinh năm 1902 tại xóm rừng thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, mất ngày 10 tháng 12 năm 2010 tại thành phố Đà Nẵng, đại thọ 106 tuổi. Nhiều người dân xã Điện Thắng Trung vẫn nhớ từng chi tiết về gia đình mẹ Thứ. Vợ chồng mẹ cùng con gái đầu bám trụ xóm làng, vừa sản xuất vừa đào hầm nuôi dấu cán bộ. Hàng đêm, mẹ để ngọn đèn sáng bên bàn thờ làm ám hiệu an toàn cho cán bộ khu di tích để về hoạt động. Vườn nhà mẹ rộng, có 5 căn hầm bí mật, quanh vườn có nhiều cây xanh và cỏ, nuôi nhiều bò để ngụy trang. Lúc an toàn, mẹ Thứ và các con hé mở cửa hầm để mọi người dễ thở, và khi có động thì lại giả vờ ra trông coi bò để chỉnh sửa ngụy trang lại miệng hầm. Hàng trăm cán bộ đội du kích được gia đình mẹ Thứ chở che chăm sóc, nuôi con cháu trong cảnh lận đận đói nghèo, nhưng khi Tổ quốc cần, mẹ Thứ động viên tiễn các con ra chiến trường. Mẹ Thứ có 12 người con, 11 trai và 1 gái, thì 9 con trai hy sinh. Con đầu và cũng là con gái duy nhất, bà Lê Thị Trị là thương binh, cũng được trao tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng khi có chồng và 2 con gái là liệt sĩ. Như vậy, gia đình mẹ Thứ có 12 liệt sĩ. Hiếm có người mẹ nào trên thế giới này mang nhiều nỗi đau và sự hy sinh cho Tổ quốc như mẹ Thứ. Trong chống Pháp và Mỹ, mẹ Thứ lần lượt nhận 9 giấy báo tử của 9 con trai và con rể cùng 2 cháu ngoại hy sinh. Ngày 18 tháng 6 năm 1948, anh Lê Tự Xuyến, chiến sĩ giao liên bị Pháp bắn tại đầu làng. Nửa năm sau, ngày 5 tháng 10 năm 1948, con trai Lê Tự Hàn Anh hy sinh khi làm nhiệm vụ tải thương. 10 ngày sau, con trai Lê Tự Hàn Em ngã xuống trong trận chống Cản. Con trai Lê Tự Lem tròn 20 tuổi, hy sinh trong lúc chiến đấu ở huyện Nhà vào tháng 4 năm 1954. Trong vòng 6 năm, mẹ Thứ mất 5 người con, đau thương dồn dập, nhưng cứ khi con trưởng thành, mẹ lại động viên tiễn con ra chiến trường. Tháng 9 năm 1966, con trai Lê Tự Nự hy sinh. Năm 1972, anh Lê Tự Mười và anh Lê Tự Trịnh hy sinh. Năm 1974, anh Lê Tự Thịnh, đại đội trưởng bộ đội ở huyện Duy Xuyên, hy sinh trong lần chỉ huy đơn vị đánh đồn giặc. Con trai cả Lê Tự Chuyển, chiến sĩ biệt động Sài Gòn, hy sinh vào 9 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ngay trên cầu Rạch Chiếc ở cửa ngõ vào Sài Gòn, chỉ trước vài giờ đất nước thống nhất. Con rể của mẹ là Ngô Tường, chồng của mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, tham gia cách mạng từ thời chống Pháp, bị giặc Mỹ bắt năm 1956, bị tra tấn cho đến lúc tử vong, được công nhận là liệt sĩ. Mẹ Thứ còn 2 cháu ngoại, con gái của mẹ chị là Ngô Thị Điểu, bị giặc Mỹ bắt tra hỏi, hy sinh tháng 8 năm 1970, và Ngô Thị Cúc, hy sinh trong vùng công tác vào vùng địch hậu năm 1973. Năm 80 tuổi, mẹ Thứ mù đôi mắt, sống với con gái ở quê nhà, sau đó chuyển ra Đà Nẵng sống cùng con út Lê Tự Tân cho đến khi mất ở tuổi 106 vào ngày 10 tháng 12 năm 2010. Sự mất mát hy sinh của gia đình mẹ Thứ không có bút mực nào diễn tả hết. Nhiều cựu lãnh đạo cán bộ vẫn còn kể câu chuyện. Và năm 1998, khi một đoàn khách nước ngoài về thăm mẹ Thứ, một nhà báo cựu chiến binh người Hàn Quốc đã hỏi mẹ: "Thưa bà, với quan niệm người Á Đông, con cái là phúc lộc, là tài sản, khi người con thứ tư, thứ năm tử trận, tại sao bà vẫn tiếp tục động viên những người con khác ra mặt trận?" Mẹ Thứ điềm tĩnh trả lời: "Ở nước tôi, cụ Hồ đã dạy là không có gì quý hơn độc lập tự do, nên cứ là người Việt Nam, trong đó có các con, các cháu tôi, đều sẵn sàng chiến đấu hy sinh để giành lấy độc lập tự do. Nếu còn chiến tranh, các con tôi rồi cháu tôi vẫn sẽ tiếp tục ra trận để giành độc lập tự do, bình yên mà ngày hôm nay chúng tôi đang hưởng." Người cựu chiến binh Hàn Quốc giững người, rưng rưng nước mắt rồi thấp người xuống, cầm tay xin lỗi mẹ. Ngày 17 tháng 12 năm 1994, Chủ tịch nước Lê Đức Anh ký quyết định tặng và truy tặng danh hiệu bà mẹ Việt Nam anh hùng đợt đầu tiên cho 19.879 bà mẹ, trong đó có mẹ Thứ. Trân trọng với những gì các bà mẹ Việt Nam anh hùng đã cống hiến cho Tổ quốc, cho nhân dân, năm 2004, Đảng và Nhà nước đồng ý xây dựng quần thể tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng. Ngày 27 tháng 7 năm 2009, công trình được khởi công tại núi Cấm, thôn Phú Thạnh, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam, rộng 150.000m², hoàn thành ngày 24 tháng 3 năm 2015. Đây là tượng đài bà mẹ Việt Nam anh hùng lớn nhất nước. Đặc biệt, công trình lấy nguyên mẫu từ mẹ Nguyễn Thị Thứ với ý tưởng: "Mẹ là suối nguồn bao la vô tận, là linh hồn đất nước,
Mẹ sinh ra từ mảnh đất anh hùng, rồi sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hóa thân vào đất và non nước Việt Nam. Mẹ sẽ sống mãi ngàn đời, vẫn tiếp thêm nguồn sức mạnh cho các thế hệ trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong hồi tưởng của bà mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Trị, có đoạn viết lúc mẹ còn sống, mỗi khi tới kỳ dỗ chạp của các con hay ngày Tết Nguyên đán, ngày thương binh liệt sĩ, mẹ lọ mọ chống gậy đến bàn thờ thắp 9 ngọn nến, 9 nén hương và xếp 9 cái bát, 9 đôi đũa bên mâm cơm để gọi các con về với mẹ. Lại có những đêm thiếp đi trong cơn mê, mẹ như thấy các con về, mẹ choàng tỉnh dậy, nước mắt lưng tròng đến trước bàn thờ gọi tên từng người con yêu quý và thắp 9 nén hương để tưởng nhớ các con. Đại tá Trần Hồng được biết là nhà báo chuyên ghi lại hình ảnh về cuộc sống của Đại tướng Võ Nguyên Giáp và chụp ảnh chân dung mẹ Việt Nam anh hùng, là người đã chụp bức ảnh mẹ Thứ bên mâm cơm cùng các con. Năm 2001, ông chụp bức ảnh mẹ Thứ ngồi trước mâm cơm với 9 bộ bát đũa bày ra để tưởng nhớ các con và coi đó là sự sum vầy. Rồi ông viết, bất chợt bữa đến nhà, tôi thấy mẹ đang ngồi như thế này, bà bảo tôi rằng bà vẫn đợi nó về. 9 thằng, chắc chắn có một thằng về với tôi, chắc chắn thế. Tất cả những bà mẹ Việt Nam anh hùng trên đất nước thật xứng đáng với 8 chữ vàng do Chủ tịch Hồ Chí Minh từng khen tặng dành cho người phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Tuổi trẻ hôm nay không biết đến bom đạn, không tận mắt chứng kiến những đau thương, mất mát trong những cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhưng họ đều hiểu rằng cái giá của cuộc sống hôm nay là sự hy sinh của nhiều thế hệ trước, là những nỗi đau, sự mất mát lớn lao của những người mẹ Việt Nam anh hùng như mẹ Thứ, mẹ Hẹ, mẹ Dành. Các bạn thân mến, video ngày hôm nay xin phép được dừng lại tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp, hãy để lại comment bên dưới phần bình luận để dấu ấn lịch sử tiếp thu và hoàn thiện hơn. Nhớ like và đăng ký ủng hộ kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin hữu ích về lịch sử. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.